mùi hôi nồng nặc rác nổi trên mặt nước. Đây là những gì mà phóng viên ghi nhận được vào sáng ngày 4 tháng 8 năm 2018 tại điểm xả nước thải đã qua xử lý của khu công nghiệp Mỹ Phước 2 ra kênh thoát nước sông Thị Tính, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thật khó tin khi đây là nước thải đã qua xử lý. Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Mỹ Phước 2 được đầu tư xây dựng để xử lý nước của khu công nghiệp và khu dân cư Mỹ Phước 2 với công suất 8.000 mét khối một ngày đêm. Từ các kênh thoát nước và điểm xả thải của nhà máy, nước thải theo dòng kênh đổ ra sông Thị Tính và từ đó đổ ra sông Sài Gòn, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế này không khỏi phải đặt câu hỏi về chất lượng nước qua xử lý của trạm xử lý nước thải này. Tuy nhiên, theo lý giải của ông Nguyễn Văn Khoa, phó giám đốc phụ trách nhà máy cho rằng, ở khu dân cư Mỹ Phước 2 có nhiều hộ dân không đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống xử lý mà đấu nối ra đường thoát nước mưa đổ vào kênh, dẫn đến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và màu nước đen đặc.